chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách phân biệt giữa xăm dây và bách bộ. Thì bên tay phải là bách bộ và bên tay trái là xăm dây hay hồng đẳng xăm. Hiện nay trên thị trường có loại xăm núi tên địa phương là xăm cao cẳng, mà qua tìm hiểu và nhận dạng nó là bách bộ, một dược liệu trong đông y. Khi chúng tôi đi từ Đà Nẵng về Kon Tum, ghé ngang một trạm dừng chân thì người dân hai bên đường bán rất nhiều và nói rằng đây là xăm dây. Khi ăn vào thì vị đắng như mật nhân. Ngay cả tôi được một người chào hàng xăm dây tặng một hũ rượu xăm dây, uống vào vị rất là đắng và nói tôi đó là xăm dây chính hiệu. Do bề ngoài hai loại này rất giống nhau nhưng công dụng hoàn toàn khác nhau, nên tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt hai loại này. Bề ngoài hai củ này khi tươi thì rất là giống nhau, và củ khô thì khó phân biệt hai loại này. Củ tươi bách bộ, bạn có thể thấy rễ bách bộ là rễ chùm, nên củ bách bộ khi dân đi đào sẽ thấy nó mọc chùm. Củ bách bộ sẽ dài hơn xăm dây và củ này mềm hơn vì lõi bên trong mềm. Và bạn có thể thấy hai người thanh niên bản địa chào bán rễ cây bách bộ gọi đây là xăm dây ngọc linh. Xăm dây thì rễ nó sẽ phình to lên và thành củ, nên củ xăm dây nó không dính chùm như bách bộ, và củ tươi thì nó cứng cáp hơn. Còn nếu một số bên tách củ bách bộ ra khỏi chùm thì để ý cái đầu củ bách bộ nó thon nhỏ lại, còn xăm dây nó xù xì ở đầu và to. Khi bách bộ và xăm dây phơi khô nhìn khá giống nhau, nhưng khi cầm tay lên bóp thì biết được củ nào là bách bộ, củ nào là xăm dây. Củ bách bộ thì nó mềm vì lõi bên trong nó mềm, nó có mùi hơi hắc. Còn củ xăm dây thì nó hơi cứng vì lõi bên trong nó chắc và thơm mùi xăm. Mùi xăm dây nếu quý khách dùng lâu, mình ngửi là biết ngay. Đặc biệt xăm dây nó sẽ có chi, nên khi phơi khô một số củ sẽ có chi và xăm khi phơi khô sẽ cong lên. Đặc biệt xăm dây phơi khô nó sẽ cứng cáp hơn bách bộ nên khó bẻ thẳng, còn bách bộ củ mềm nên bẻ thẳng. Còn củ xăm dây thì bề mặt trên thân nó sẽ có những nếp gợn dọc thẳng, còn bách bộ thân nó sẽ rất là xù xì, không ra hình dạng gì. Khi cho vào nước sôi thì củ bách bộ cho ra màu vàng rất là nhanh, và khi ngâm rượu sẽ đỏ đậm như màu của chuối hột rừng, nhưng vị thì đắng như mật nhân. Còn xăm dây nếu đổ nước sôi bình thường ra thì vàng sẽ rất là lâu, vì vậy chúng ta cần phải nấu nước xăm. Giờ mình sẽ đi nấu nước xăm thêm 5 phút, và mình đã có bài hướng dẫn nấu nước xăm uống mát thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì sau khi nấu nước xăm tầm 5 phút thì nước nó đã ra vàng, uống vào rất là ngọt và mát, rất là thơm. Ăn củ vào ngọt và giòn. Nếu quý khách hầm nồi áp suất để nấu với đuôi bò, xương heo thì rất ngon. Mình đã có hướng dẫn cách nấu này, quý khách có thể vui lòng xem thêm. Sau khi một lúc để nguội thì vị ly của bách bộ nó rất là đắng, uống vào là biết và rất khó uống. Theo những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì bách bộ chữa ho, chữa dung và diệt sâu bọ. Vì vậy, hiện nay đôi khi người dân không có kiến thức,
họ đem bán những củ này cho khách thì thứ nhất, người ta mua nó không đúng chất lượng và đúng cái họ cần. Thứ hai là dùng vào nó không đúng công dụng thì nó rất là nguy hiểm, vì bắt bộ mà dùng nhiều sẽ gây ngộ độc. Hiện nay có đọc một bài báo thì không hiểu một vùng họ định hướng trồng cây bách bộ lấy củ và cho đây là cây sâm quý bán tràn lan, thì thứ nhất mất công người nông dân họ trồng ra, thứ hai họ đang đẩy xa cái công dụng của cái củ mà họ đang bán thì nó rất nguy hiểm. Đây là những điểm so sánh cơ bản để quý khách tham khảo mà phân biệt. Chúng tôi kinh doanh sâm dây con tum hay hồng đẳng sâm từ năm 2013, chính gốc Ngọc Linh và những sản phẩm từ núi rừng con tum. Chúng tôi quảng bá sản phẩm thật và đúng cơ sở khoa học bằng kiến thức bởi đội ngũ y học cổ truyền. Sản phẩm sâm dây được phơi khô trên cao, không bụi bẩn, sau đó cho vào hút chân không và đóng với túi bạc dán thương hiệu nhập từ con tum. Đối với chúng tôi, những sản phẩm phải đúng nguồn gốc. Thứ hai, nó phải đúng công năng và tên gọi của nó. Thứ ba là phải đảm bảo về sạch sẽ, chống mốc và bụi bẩn và đảm bảo chất lượng đến tay khách hàng. Câu slogan chúng tôi là bạn chịu tín, chịu niềm tin từ ngày đầu thành lập. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua và hy vọng thương hiệu Nhật Trường Công Tâm luôn được quý khách hàng tin tưởng và sử dụng.